Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại nghe chuyện ma Nhuần kể. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới cái tập 168. Bạn nào mà có những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện nhân gian muốn cho mình kể lại để mọi người cùng lắng nghe luôn á, thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện do một bạn nữ ở Quảng Nam đã kể lại. Cái câu chuyện này là do chính bản thân của cái bạn này đã trải qua luôn mấy bạn. Khi mà bạn vào Sài Gòn để mà sinh sống đi làm đó, bạn nói cái lúc ban đầu bạn đi vào Sài Gòn thì cái thời điểm đó bạn cũng mới tìm việc làm thôi, mới đặt chân vô cái đất Sài Thành ở đây thôi. Bạn đi với chị hai của mình. Nhưng mà do chị hai đó là ở chung với những cái bạn nữ khác, bạn bè của chị hai, ở 4-5 người trong một phòng lận. Ban đầu khi mà bạn lên đây đó, bạn mới vô thì bạn cũng ở đây. Nhưng mà sau đó đó, bạn có việc làm ổn định rồi thì bạn mới dọn ra, sống riêng ra. Tại vì bạn thấy cái phòng này nhỏ mà ở nhiều người quá, nó cũng chật chội với bạn. Bạn muốn có một cái không gian riêng tư, cho nên bạn mới quyết định là dọn ra ở riêng với bạn. Sẵn tìm cái chỗ gần ở công ty để cho tiện đi làm luôn đó. Bạn này đã tìm được một cái phòng trọ gần công ty của mình với giá cả cũng rất là phải chăng nha. Cái phòng này thì nó cũng nhỏ gọn, có một cái gác ở trên nữa mấy bạn. Cái gác này kiểu như là gác gỗ bình thường, nhà trọ kiểu ngày xưa đó mấy bạn. Khi mà bạn qua cái phòng này, bạn thấy rất là ổn, thành ra là bạn đã thuê luôn. Khi mà bạn dọn qua đây nè, trong 3 ngày đầu tiên nha, là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất kỳ một cái vấn đề nào hết. Nhưng mà tới cái ngày thứ tư đó, thì cái ngày đó là do cái công việc của bạn á, thì bạn thường làm từ sáng cho tới 7 giờ mấy 8 giờ tối mới về. Khi mà bạn về đó, thì sau khi mà ăn uống tắm rửa xong, bạn mới lên bạn nằm bạn chơi điện thoại. Rồi một hồi bạn ngủ luôn. Thì cái ngày thứ tư đó là bạn đi ngủ rồi. Trong cái lúc bạn đang ngủ đó nha, đang ngủ ngon, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là mình bị đè mấy bạn. Tự nhiên cái cảm giác nó ngợp vô cùng. Khi mà bạn tỉnh dậy rồi, nhưng mà cái cơ thể của bạn nó cứ ngắt, nó không mở mắt được mấy bạn. Lúc đó bạn ngợp quá, bạn khó chịu quá. Bạn mới nhớ lại rằng đó nha, cái lúc mà mình ở dưới quê, mình cũng đã từng bị như vậy một lần rồi. Cái kiểu giống như là bị bóng đè vậy đó. Bạn mới niệm Phật, niệm nhẩm nhẩm trong đầu, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi từ từ cơ thể của bạn nó mới nhẹ nhàng trở lại. Một hồi sau bạn mới ngồi dậy được, mới mở mắt được mấy bạn. Cái lúc này bạn cũng đã tỉnh hẳn rồi. Bạn mới nghĩ trong đầu trời ơi, tự nhiên bị gì vậy trời. Không lẽ do mình làm mình mệt quá, rồi mình bị stress nữa, rồi cho nên là mình mới bị vậy ta. Bạn mới nghĩ trong đầu. Xong rồi bạn còn lấy đồng hồ bạn coi. Thì lúc đó mới có 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng mấy bạn. Bạn mới thôi, nằm xuống ngủ tiếp, tại vì còn sớm quá. Nhưng khi bạn vừa nhắm mắt một cái, bạn mới nghe ở trên gác, tại bạn ngủ ở dưới, bạn không có xài trên gác. Bạn nghe ở trên gác là gõ kèn, như là có tiếng bước chân người mấy bạn, mà đi tới đi lui, đi tới đi lui trên gác. Tự nhiên nghe kể khúc này, giỡn ốc cục cho mấy bạn. Mà trong phòng của bạn thì cũng có đèn ngủ. Bạn dòm lên, không thấy gì trên đó hết trơn. Bạn mới nghĩ chắc là cái gác gỗ mà kiểu như xà người ta làm xà chung với bạn. Nhiều khi là cái phòng ở bên kia người ta đi với trên gác, rồi bạn mới có cảm giác vậy. Bạn nghĩ vậy đó nha. Bạn cứ đinh đinh đó là cái chuyện như vậy. Thành ra là bạn cũng không có quan tâm nữa. Bạn cố gắng quay lại giấc ngủ. Nhưng mà mấy bạn cứ nghĩ đi, cái tiếng đó nó cứ suốt cả đêm. Nó cứ đi tới đi lui lập cập mà giọng rất là giọng cả đêm vậy đó. Bạn tức dữ lắm. Bạn nghĩ trời ơi, phòng bên kia làm gì mà giữa đêm giữa hôm không lo ngủ mà cứ đi tới đi lui, chạy tới chạy lui hoài mà nó cứ vang vọng ở bên đây vậy đó. Bạn cứ nghĩ là hai phòng hai bên không. Cho tới cái ngày hôm sau là ngày thứ 5, thứ 6 cũng tiếp tục như vậy. Tối nào cũng nghe cái tiếng bước chân lập cập lập bập lập bập, mà bạn không thấy gì hết trơn chỉ nghe thôi, không thể nào ngủ được. Cho tới cái đêm thứ 7 là lúc bạn đang ngủ, bạn lại bị bóng đè tiếp mấy bạn. Và sau đó bạn lại niệm Phật. Thì một hồi sau bạn cũng thoát ra được. Thì sau đó bạn lại nghe thấy cái tiếng bước chân đi tới đi lui, đi tới đi lui trên gác. Nhưng mà cái lúc này lạ thêm cái tiếng khóc nữa. Ghê quá. Mà bạn nói ban đầu là cái tiếng con nít khóc bình thường mấy bạn. Mà càng về sau đó nha, nó lại càng thét, nó la làng đó mấy bạn. Mấy bạn tưởng tượng ra tiếng của một đứa con nít mà nó la làng, nó thét ở trong đêm vậy đó mấy bạn.
kiểu như là nó đau đớn gì dữ lắm vậy đó. Nó la làng, nó khóc thét lên không à. Khi mà nghe tiếng nít khóc, bạn ở đây cũng mấy ngày rồi, bạn mới biết là đối diện phòng của mình là có phòng của một cái đôi vợ chồng anh chị đó, cũng có một đứa con nhỏ tầm khoảng vài tháng tuổi thôi. Thì bạn cứ nghĩ đinh đinh rằng là con của anh chị đó khóc, mà chắc là nó bị bệnh gì đó, nó mới khóc vang vọng qua bên đây vậy. Bạn cứ nghĩ vậy thôi. Rồi bạn cũng cố gắng tại vì bạn nghĩ con nít mà, mình cũng đâu có nói được gì, cũng cố gắng gu mình vào giấc ngủ. Nhưng mà cái tiếng khóc với cái tiếng đi lại nó cứ liên tục, nó khiến cho bạn không có ngủ được vậy trơn á. Cứ trằn trọc nửa tỉnh nửa mê. Cho tới sáng hôm sau bạn dậy, bạn nấu mì bạn ăn. Thì trong cái lúc nấu mì, bạn có mở cái cửa phòng ra là bạn thấy cái chị ở bên kia á. Bạn mới nhớ lại tối hôm qua là con chị khóc quá. Bạn mới hỏi rằng á, bé hôm qua chắc là bé bị bệnh hả chị? Sao mà tối nó khóc dữ vậy? Bạn mới hỏi vậy. Nhưng mà cái chị này á, chị lại không trả lời với bạn, không trả lời câu hỏi đó. Mà chị lại hỏi bạn bằng một cái câu khác. Chị hỏi: "Ủa, em nghe rồi hả?" Tự nhiên hỏi vậy với bạn. Trời sao kể tới đây ghê quá bạn ơi, gần có cục rồi đó. Các bạn mới hỏi lại: "Ủa, sao vậy chị? Chị nói vậy sao em nghe mà em nghe gì?" Thì bà này bà lại không trả lời nữa mấy bạn. Bà cười cười rồi bà quay vô trong phòng thôi. Lúc này bà nghĩ: "Ủa, chị này ngộ vậy trời. Tự nhiên mình hỏi, mình nghĩ là con chỉ bị bệnh, mình hỏi thăm vậy đó, mà chỉ là hỏi một cái câu đó." Nhưng mà bạn này lo, bạn này ăn mì để mà đi làm. Thì sau đó là cứ liên tục, tầm khoảng chừng gần một tuần lễ sau, đêm nào cũng vậy, cứ nghe cái tiếng khóc oa 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 oa, khóc thét trời hết trơn. Rồi cái tiếng bước chân đi lại lập cập ở trên gác. Bạn bực bội vô cùng, đêm nào cũng không ngủ được, mà cả ngày á, là phải đi làm mệt mỏi rồi. Bạn cứ nghĩ á, là con chị kia bị bệnh. Thành ra bạn quyết định là qua bên phòng của cái chị làm chung công ty ngủ ké mấy ngày. Đợi khi nào mà bé hết bệnh nó đỡ khóc rồi á thì chị mới quay trở lại. Chứ giờ nó khóc sụm vậy sao mà chị ngủ được. Thì bạn mới qua bên cái phòng của cái người bạn của mình. Thì ngủ ké đâu cũng được mấy ngày. Thì mấy ngày sau, cái ngày hôm đó bạn cũng đi về phòng của mình tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ tối là tới phòng của mình á. Bạn cũng dự định vô tắm rồi chạy vào phòng bạn mình ngủ ké tiếp. Nhưng mà trong cái lúc bạn tắm thì cái lúc này nha, bạn nghe rõ ràng luôn. Tại vì cái lúc này là cái gác ở trên, mà cái phòng tắm là ở dưới. Bạn nghe rõ ràng cái tiếng nó mạnh ở trên đầu của bạn, nó vọng y như là ai đang đi mà đứng trên đầu gác, vọng xuống ngay chân cái chỗ toilet của bạn vậy đó. Mà lúc này có 8 giờ mấy tối nha, bạn nghĩ chạy ra mình coi thử coi là hai cái phòng bên kia có ai có nhà không, có gì mình nói luôn. Chứ làm gì ngày nào cũng đi gầm 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 trên đó. Thì xong rồi bạn cũng tắm lẹ, bạn mặc đồ vô. Thì trong cái lúc bạn mặc đồ, bạn vẫn còn nghe cái tiếng vọng 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 ở trên đầu mình. Bạn mới chạy ra, chạy qua nhìn qua phòng hai cái phòng hai bên á, phòng bạn chính giữa, nhìn qua hai bên thì hai cái phòng đó không có ở nhà hết. Phòng nào cũng tắt đèn và khóa cửa ngoài hết mấy bạn. Người ta không có về. Trời, lúc này bạn mới bắt đầu sợ nha. Bạn đứng bằng ngỡ ngàng, bạn không dám bước vô phòng của mình luôn. Tại vì lúc đó ở trong phòng bạn vẫn còn nghe cái tiếng bước chân. Lúc này sợ quá không dám vô phòng dắt xe luôn các bạn. Cái lúc đó bạn đứng tần ngần, thì cái chị phòng đối diện chị mới đi về tới. Chị mới hỏi bạn rằng á nha: "Ủa sao em đứng ngoài đây, không đi vô phòng đi?" Gương mặt bạn lúc này sợ dữ lắm, bạn không trả lời. Cái chị đó mới hỏi: "Ủa em gặp cái gì rồi phải không, nói chị nghe đi." Các bạn nói: Dạ. Bạn cứ dạ vậy thôi, kiểu như đang sợ của bạn không có kiểm soát được cái ngôn ngữ đó. Dạ mà không nói gì chân, cứ dạ hoài vậy đó. Xong hồi mới kể, trong phòng em tự nhiên em nghe cái tiếng cà dậm trên đầu, mà trên gác em thì không có ai trơn. Mấy gà em tưởng đâu là hai phòng hai bên, mà bây giờ em thấy là phòng ta đâu có ai nhà đâu, mà giờ trong phòng em vẫn còn nghe. Trời thấy ghê quá chị ơi. Mấy gà em nghe tiếng vậy rồi con chị khóc buổi tối nữa, em ngủ không được. Bởi vậy em mới đi ké phòng bạn em ngủ mấy bữa dài. Cái chị này chị mới nói: "Con chị tối đâu khóc đâu, con chị tối đâu khóc. Mà thôi, để chị nói cái này cho em nghe, mà em hứa là em đừng có nói với chủ nhà. Tại vì em mà nói với chủ nhà, mất công người ta cũng la, người ta đuổi chị." Thì lúc này bạn mới quay lại bạn hỏi chị cái đó cái chuyện gì. Cũng hứa là không nói ra vậy đó. Thì chị này mới dắt xe vô, mới kêu bạn đi vô phòng chị ngồi đi, chị kể cho nghe. Thì vô bạn mới nói rằng đó là cái dãy trọ này nè, cũ dữ lắm rồi. Phòng ốc á, người ta sơn lên, nhìn nó mới mới vậy thôi.
nhưng mà nó lâu dữ lắm rồi. Cái tiếng mà em nghe, cái tiếng khóc đó, đó là con của cái cặp vợ chồng kế bên phòng của em. Mà cái cặp vợ chồng này có đứa con nhỏ, hồi tầm hơn một năm trước là nó đã mất rồi, nó bị bệnh nó mất. Rồi ai mà họp đó mà mới nghe thấy cái tiếng khóc của nó, chứ không phải ai cũng nghe đâu. Chỉ những người nào mà hợp vía với nó thì mới nghe. Mà nghe thì nghe hoài, chị không nổi, ngủ không được. Còn cái tiếng bước chân đi mà em nghe hàng đêm đó, thì tiếng đó của một cái thằng đó cách đây 7 năm trước. Nó là một sinh viên, nó cũng vô đây nó ở nè. Vừa ở rồi vừa đi học. Nhưng mà do đó là nó nghiện game online quá đi, thành ra đó nó không có học được, nó thi không được. Rồi bởi vậy đó nó cũng nghỉ quẩn, nó tự dẫn luôn. Nó treo cổ ngay chân cái gác phòng của em đó. Mà nó đó nha, nó chuyên môn phá. Thí dụ như gia đình nào có con nít hoặc là con gái đó như em nè, là nó phá dữ lắm. Sẽ nghe cái tiếng hoặc là bị nó đè suốt vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe cái chị này nói vậy, bạn này hết hồn hết trơn. Trời ơi, thiệt không chị. Trời ơi, em sợ quá, tự nhiên là em sợ quá chị ơi. Rồi chị này cũng dặn là thiệt đó em, mà em nhớ là đừng nói với cô chủ, mất công chị la, chị đuổi chị. Thì xong rồi bạn này cũng điện cho một người anh của mình để mà chạy qua dọn phòng này về phòng chị hai để mà ở là bình thường, chứ không dám ở đó nữa mấy bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói là bạn không có nhìn thấy. Nhưng mà mấy bạn thử tưởng tượng đi, bạn nào ở nhà trọ thì cũng biết, ở nhất là ở một mình mà nhà trọ cũ cũ mà gác cây nữa, mình ngủ ở dưới mà ban đêm tự nhiên á mình nghe những cái tiếng động lạ như vậy, mà lúc 1-2 giờ đêm, 1-2 giờ sáng, mà đêm nào cũng nghe, mình ngủ không được, mình đã mệt mỏi mà mình bắt đầu mình thấy sợ hãi những cái chuyện tâm linh kỳ lạ vậy nữa, thì bạn nào ở trong hoàn cảnh đó đó mới biết được cái sự sợ hãi nó làm sao mấy bạn. Tại vì mình cũng ở trọ, nhiều khi mình kể mà mình gỡn ốc cục ở trơn luôn á. Mặc dù là không thấy những cái cảnh gung rợn, nhưng mà cái âm thanh mình nghe bên tai làm cho mình tưởng tượng nó sợ hơn rất là nhiều mấy bạn. Nó khiến cho cái bạn này mặc dù không thấy nhưng mà bị ám ảnh rất là nhiều. Và đây á, cũng là kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay rồi. Mấy bạn nghe chuyện mà thấy hay có thể cho mình một like hoặc là comment cảm xúc của mình ở bên dưới. Bạn nào á, mà có những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh á, có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Và bây giờ thì chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ.